rồi ai nói vậy trời, ai vậy trời luôn, khủng luôn, ai trời ai vậy, ai vậy mặc đồ ghiên quần ghiên áo ghiên luôn kìa, ai trời vô. Trời ơi, mà áo ghiên giống nhau luôn nha. Hôm nay tướng nó giống cái bụng với trần. Nhưng mà tóc hơi bạc nha, tóc hơi bạc à. Cái đầu hơi bạc ha. Ờ, già ha anh. Nhìn ông này giống ca sĩ quá ta. Nhìn ông này giống ca sĩ quá ta. Hả, có ai chơi vậy? Anh mới đi hát ở đâu vậy anh? Lên xích quanh đây coi. Lên xích quanh đây rồi các bạn ơi, rồi giới thiệu tên đi hôm nay trời, hỏi hỏi đi Suka, hỏi anh tên gì coi, anh tên gì, lớn lớn hỏi lớn đâu hả trời, quà rồi quà này sao nói đi, quà sao, quà này là của chị Thúy Kiều ở Long An để tặng cho Suka, chứ không phải của anh hả, Thúy Kiều là chị trả giùm ơi, mang giùm rồi có công đến đem đến cho Suka thì em chúc cho Suka được có quà và mãi mãi hết bệnh. Dạ cảm ơn anh Lớn. Rồi anh chúc anh Lớn lại đây. Chúc anh Lớn thật nhiều sức khỏe. Chúc anh mau hết bệnh luôn. Chúc anh mau hết bệnh luôn. Ừ. Ừ. Em luôn hả? Hết lạnh à. Anh vô đây có ý gì không anh? Hết lạnh sống lưng nha. Cái ý của anh vô đây là sao anh? Cái ý của anh là bệnh phục thuộc quà vô rồi hả? Quà tặng cho Suka thôi. Cho thấy kỹ coi anh có bệnh giống Suka không hả? Chúc anh kỳ ạ. Hả? Thì có gì sao nó vậy đi. Có hết lạnh về chiều không? Đó bây giờ là nó dốc lòng được nha, ông cũng toàn ngân tôn, bây giờ có ông có ấm lạnh hay sống lưng không, ấm lạnh sống lưng có luôn kìa, có luôn gì bởi vì Suka chút đúng rồi ơi, chút xíu tôi kêu ông thầy lại mới được, ấm lạnh sống lưng gì dịch giờ nào ông lên thì nó tóm là nó sáu chiều không đâu, chắc cũng cả giờ Suka có sống rồi có đi thầy gỡ chưa, chưa để nó ngoài chờ để dành làm cái điểm bây giờ thôi vậy, nói chuyện đi, hỏi thăm chút xíu đi. Thôi thôi đi. Vậy hai đứa nào lớn đứa nào nhỏ. Thôi. Chắc bên này lớn nên đây nói chuyện cứng cứng mình này. Nhỏ mà vô nói chuyện chút coi. Bây giờ rồi. Bây giờ làm được vậy. Thôi bây giờ khui đi. Yếu là nhiều đồ ha. Rồi. Gì mà đâu. Cái gì đây? Ủa cái gì vậy? Lấy ra thôi. Mở ra nghe. Đồ đó cho bốt có gì á. Của Thí Kiều, chị Thí Kiều nha, Thí Kiều. Ngày nào cũng có luôn. Rồi cái đầm hả? Thử luôn. Thử luôn áo kiểu à rồi nữa cái rồi vậy quá áo rồi mở ra đi cho mà chị Kiều coi cho khán giả coi mặc nhiều quá rồi mấy anh hưởng hết hả, cô Suka hưởng cô đi chút xíu tặng cho anh Lớn cái đầm nha, thiệt đầm wow để vô người thử coi có lẻ không lẻ áo đẹp á Suka áo đẹp á áo đó hồi mặc hát đi áo đẹp á chưa đâu còn đẹp đứng nữa áo đó hồi mặc hát rồi đó tôm chuyện có tôm chuyện không mấy đây. Anh mua cho đồ đây. Nhiều quá quá wow. Con đi kéo vàng kìa ô cháo đó anh lớn phái đó nghe lớn phái đầm mà ông ư vậy đó có tên gì thấy kiểu gì kìa bên kia kìa cái dòng chữ kìa rồi cái đó cái đầm của lớn đó 165 ngàn chị Thúy Kiều bỏ ô, kiều nè mất tiền hơn trăm mấy luôn á không cái đó là cái vỏ đựng thôi chứ không phải cái đó cái đầm ôi đầm dữ vậy ô dài nó đẹp mấy Suka áo đó mặc hết cả cổ rồi đó cái quần đó lánh mặt được đó chỉ cho giàu dữ chưa chỉ giàu lắm á rồi đó thảo đâu lên đó ừ bộ đồ đó để dành đi cắt chỉ được chưa kiếm bộ nào chia cho anh lớn nha lấy cái bộ đồ đỏ đi cái này là anh lớn bằng giường ba ảo cái này là cái này là không anh lớn bằng giường chút nữa anh lớn mặc thử vô đây anh tính mặc thử cái quần đỏ ra kìa đẩy quần đỏ đi mà không chia cho nè chị mà không có dừa nữa hả chị quá cỡ không có dừa hết sai chị là mặc bích sai không anh lớn này lần đầu lên tivi thấy gì thấy hư cung cung ta trời ơi luôn ở đâu lạnh như sống sao mà tay chân của anh hư cung cung như lớn lớn lạnh như sống mặc không tôi tặng cho anh hả ngồi ghế Suka mà lạnh trong lưng hả cái ghế lớn là coi đẹp trai nghe nhưng mà tóc hơi bạc nghe lớn còn có mua tiêu à mua tiêu ờ à, cái đó là được á anh lấy năm nay 60 chưa ta lên trẻ mà ông nội lớn nè ông cho nhiều đồ thì ghê luôn nè quá nhiều lớn nè
Vậy à, bên đây chắc quần áo không rồi. Suga, Suga, anh lớn năm nay 56 chưa? Anh nhớ tội mà anh mua nhiều quà dữ vậy? Có liên quan không? Anh Linh thì lo đồ ăn, còn anh lớn thì lo đồ mặc. Quý vị khán giả thông cảm nha, anh này chắc lần đầu tiên lên màn hình cho nên anh hơi rung, anh không biết gì lại gì hết trơn á. Thôi ca lấy cái áo ra rồi để vô người anh lớn thử cái vừa không cho bà con xem. Ủa, nó cà lâm luôn vậy. Để vô đây, thử vô. Nghi đấy ra, tôi nghi rồi đó. Vừa luôn đó quên. Nữ này ở đâu lại ở đây? Ôi, cái đó rồi rồi đặt vô lấn rồi, đặt lấn rồi. Đó lấn vừa đó. Chồng vô gõ lấn được đó. Chồng vô gõ lấn rồi, lấn gà. Khùng lắm à. Ông làm gì cả mặt mày với ông lấn. Quá đồ. Lấn này, có phải con tên lấn không? Phải nhặt. Lớn là lớn. Lớn là thằng nào vậy? Có phải thằng lớn đâu? Lớn lớn về hoài. Đó được đó. Lớn là mày nó. Đó, cái bộ đồ nó giống hôm qua đó. Mặc thử lên không? Thử rộng mà. Đọc vô đây. Có kia kìa. Không có tét đâu. Đặt vô đi. Tiếp ta cái xuống. Tôi nghi nghi rồi, chứ biết nữ rồi. Anh Thái nãy giờ mà anh không nói đó. Chắc chị quá, anh này là chị. Được không? Được. Có cái thằng đỏ luôn không? Lấy thằng đỏ luôn. Thử đi. Vô đây. Cỡ hoài tôi thấy cái màu đỏ là không khoái bây giờ. Không giờ gì đúng á. Dạ vậy luôn, vậy luôn. Chị kéo đằng sau đúng rồi. Chị kéo hồi trước mới đúng mà phải không? Không, mặt chưa. Trời ơi, thử luôn. Thích luôn không? Đợi em Suga nghe. Đừng có ngồi xuống nha. Ngồi xuống là tổn nợ đó. Rồi, quay vòng thế nào? Vòng ra, không được. Thì sao, cởi đi. Ở quần đỏ màu xanh ha, lấy cái nón vàng luôn coi. Ông mặc cái này vô ấm lại. Ủa cái kiểu này thấy quen quá ta. Lẻn lẻn giống như rồi bữa gì à. Bé ơi, nhìn ra. Chú ra nhìn lớn kìa chú ra. Quá em. Cảnh quần nó luôn. Rồi anh Thảo nói vậy đó, anh Thảo. Còn dám nói. Nói nó đủ về. Bộ đồ đẹp quá Suga. Ừ. Ngồi xuống lựa đồ tiếp đi. Ngồi đây. Ngắm nghía. Coi thấy lớn sao? Thấy chị lớn sao? Kìa nhìn chị lớn. Rồi thấy chị lớn sao? Ngồi đây. Chị lớn thấy sao cái quần này bắt được không? Ngồi xuống đây, mặc nó đâu đây? Đứng đâu đây? Ngồi đây không sao đâu. Không có được, làm hai đó. Gấp. Không, anh lớn thấy bên lẻn giống ai nè, nãy giờ không nhớ ra nè. Không, cái này là tôi thấy giống rồi đó. Cái này có cái khăn đeo trắng đồ đi xuyên qua được không? Được không? Đạo đó tôi nhớ rồi. Lớn thích vô miếng này. Thấy cái màu đỏ đỏ thích rồi mà không dám nói. Nhiều đồ nữa nè. Vô đi em. Ờ, quá bà ba đó em đó. Thử luôn. Mặc luôn Suga, mặc luôn đi. Thôi để đi, đừng thấy quá thì lợi. Khỏi ấy mặc. Ủa khán giả cho không có thấy gì vậy. Mặc chồng luôn. Đó bà ba đẹp. Cao đó đẹp đó Suga. Cao đó Suga mặc đẹp. Thôn nữ á. Dở lên đây. Đúng luôn. Thôn nữ miền Tây. Đó mấy cái áo này nè Suga. Rồi cái đó lớn không Trần Hiên mày nghe. Đưa lớn nữa coi. Đẹp đẹp luôn. Con lớn phải cho mặt đỏ. Đó cái nào cho bà Út không? Cái này thích tăng mà. Có cái đó đẹp cái lắm đó. Đó. Đúng rồi. Cái đó Suga mặc vô là đẹp lắm đó. Áo bà ba đó, áo bà ba cái tăng á. Giờ bà trước ra coi. Đó đúng rồi. À, Suga biết cái tăng luôn. Tăng bên mấy bạn của em. Còn hiệu, còn nhãn luôn kìa, đồ mới. Mày mặc mấy cái này đồ mua shop không đó. Suga mặc mấy cái đó mới đẹp đó. Đồ mới không đó.
Cái giờ chưa có bọc có chưa hết luôn cái này. Rồi có cái bọc nào của anh Lến đâu? Ý cái đó. À, cái đó lấy được á. Được. Đưa cho Lến được à, đưa Lến được à. Sao nhiều vậy? Đồ hiểu không vậy? Đồ hiểu không nó đâu. Vậy mà chịu nhận vậy không? Sao anh nhận hoài không? Rồi thông báo quý khán giả là mới chưa được bọc nữa đó nghe. Trời ơi, còn nữa hả? Còn bọc nữa. Từ từ đừng gấp nhé. Để đi. Tiếp tục. Lấy ra cái cái cho khán giả xem. Cái sạp bánh nộ gì vậy? Lấy cái bọc đó ra, lấy cái bọc nó thấy rồi đó. Em bỏ vô tủ lại nè. Thôi vậy mấy cái này xếp mình để trong tủ đi. Một chút đi. Đó vậy chúng ta. Cái này là cái đồ lau mình hay. Chà lưng. Massage. Phải không? Bây giờ thôi em xếp bọn bỏ khăn dưới này. Sao chị Thúy Kiều này tặng quần áo dài cách tăng được không ha? Không có thấy khô mực cái đuối gì chứ ha. Không thấy tặng đồ ăn. Ờ cái đó em đó. Nhiều đồ đi làm quá nè. Suka ơi, cho anh cái này đi Suka ơi. Cho anh này hả? Đâu cái gì hả? Coi coi khui coi cái gì. Cái bóp hả? Lấy xuống đi tôi cho. Còn coi cái bóp. Lấy cái bóp. Tháo rồi, tháo rồi. Lấy không? Còn cái bóp tháo rồi. Khui ra. Khui ra, khui ra. Khi có quà ở trong nữa. Không có mà con. Nhiều khi có 5 xị trong á. Tính ra là Suka nhận trên 100 bộ đồ. Đó, 100 bộ nhận trên. Mấy trăm á. Mấy trăm à. Hồi lúc bây giờ mấy trăm rồi. Mấy trăm đâu mà mấy trăm. Đồ của em thôi. Đó, rồi kéo lòng dây kéo ra coi. Cái cỏ châm nè. Cỏ châm hết đáp. Cái gì đâu. Có, cỏ đồ kia. Trời ơi, gì không có. Ăn tiền quá đi. Trời đó. Trời đó, cho cái bóp chị đó quậy không. Rồi nói chơi thôi, chứ của chung cái. Thôi tặng cho chị cái bóp này. Trời ơi, thôi không có thải, không có thải. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, mà kỳ quá. Muốn tặng rồi, khui quà xong đi. Khui xong đi rồi tới. Rồi. Rồi, cái bọc đó coi. Cái đó là cái gì Suka? Cái đồ không áo, áo thôi lẻ thôi cái đó để nguyên lại đi. Thôi để nguyên đây để dễ xếp rồi biết nhiêu rồi rồi khui bọc bên đây đi. Ờ đó. Không bây giờ bây giờ Suka coi mấy cái bọc đem ra cho ta coi thấy được rồi đừng có mở ra hồi xin lấy bọc lắm. Mở ra xếp giùm em chờ. Hiểu không? Tức là mình mở ra thôi. Chú mà lấy xếp cho đừng có la. Chú mà lấy là lại xếp. Lấy lên gu vậy lấy. Còn bọc bao nhiêu nè? Anh lên mở giùm coi cho mau coi. Chị lên. Chị lên rồi mở giùm coi. Là nghe đây nghe gì cho anh Lến nghe gì hả để cho mời anh Suka cái đó anh Lến mặc được đó cái bay đưa anh đây Suka đưa lên cho anh đây đưa lên cho anh Vinh đưa chàng dài cho em anh Quyền bữa giờ là Suka nó nhận tôi chịu này nè ông ơi cái áo mà cái quần áo ra chậm cái áo đó vô đẹp đó Suka ông lên mặt cái Vinh mặt cái đúng rồi đó thì lên gặp vô đây em mà nghe em rồi đó em thưa các bạn ngày sau khi quay nhà mới chào hết mới chào bạn đồng hành với Suka các bạn. Vậy được rồi, không cần nha, không đó. Đến chồng áo đó vô coi. Vậy được rồi, chị được rồi. Cái đấy. Kẹp thêm cái nữa kẹp lên kìa. Cái gì vậy? Trời ơi, lắm mà cái này vô. Kìa kìa kìa. Không đi kiếm cho bộ nè. Ta nói là không. Ok, ok. Ok, xong, bắt đầu. Rồi, đông lắm mà kêu kìa. Rồi, ok. Rồi, ngồi xuống tiếp tục. Rồi, ok. Tiếp tục. Chồng vô, nó có cái quà đó. Ê, sao tôi nhìn cái ông này tôi giống cái bộ phim gì mà ba con quỷ gì nè ta. Đây, con quỷ gì nè. Con quỷ màu xanh. Suka, chậm lại nó vô luôn Suka. Đúng rồi. Trời ơi, trời. Quanh đây, quanh đây. Quanh bao, Suka. Đứng bắn lên. Suka hỏi yêu quái phương nào vậy? Yêu quái phương nào đây? Mau liền kiếm máu. Mau liền quay ngồi. Đâu mà chưa bắt giớ mà tới hai người dưới trận. Chưa giớ ra người thôi tới hai người dưới hả? Dạ đâu, Thảo chụp hình cho bà Thảo. Rồi, vậy được rồi, chụp trong cái đó ra. Ờ, đó. Rồi rồi Suka mặc cái đó vô cho họ ngồi xuống đây ngồi xuống ngồi xuống này ngồi xuống nè nghe người ngồi ăn anh luôn đứa phát mặt luôn phát rồi tới Suka tới Suka nó phát nó phải vô kiếm nó coi mới được
Tao phải ngắm mới được chứ. Cái này nè. Ủa cái này nó có gì mềm mềm trong đây nè. Rồi, rồi hai chị đứng lên chụp hình dưới em gái luôn kìa. Rồi xuống đây đi quay. Đứng lên chụp hình kìa. Quá wow, đồ. Trời ơi, có lộ không kìa, có lộ không kìa, có lộ không kìa. Lộ không kìa. Không có giờ nghe, không có giờ nghe. Bắt cái này nè. Đúng rồi đó. Đúng rồi, nguyên bộ đó. Đúng rồi 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 đó. Đi ra quay vòng ngoài này cho cái giả. Ra đây thì cái giả tao mới thấy. Rồi anh. Mặt vô, mặt lên quay vòng ơi. Mặt lên chứ vậy sao rồi. Đâu, nó mặt vô luôn cái Suka. Mặt nó nực như trời. Rồi em hút vào. Kìa, còn cái máy đó kìa, sẵn phôi hết luôn đây. Tại vì nhìn ông Vinh như cái lù cái kìa. Cái gì vậy? Ê, này đẹp ra, này đẹp ra. Rồi, thử rồi. Mày tay thử có nước bột mà cụ tàu tao đánh bây giờ. Chứ gì vậy? Nói như vậy không hiểu gì. Vậy trời. Vậy vậy cụ. Ở đâu rồi, rồi bây giờ em xếp lộ nè. Còn, tiếp tiếp còn, còn mới nữa kìa. Con chuột á mà. Cái này chốt cái gian chơi. Nó gì vậy? Con kia đi vậy? Thử luôn. Ôi ôi, sao kiểu đẹp dữ vậy? Ủa đẹp á, thử luôn. Anh phải nói, anh thằng Linh phải nói là mặc vô thử chứ thọt vô thử gì anh. Mặc vô thử. Ồ, có đồ giảng. Có đồ giảng. Cái lần kia, cái lần xưa thòng đái. Tới đầu gói à, tới đầu gói thì chú coi. Chú thòng cái đái rồi. Kéo cái đầu gói lên. Cái quần này quần kiểu ơi, quần kiểu. Em. Đúng mới được. Lấy được cái nhau chưa? Cái này có chỗ kéo lên kéo xuống không? Đó, thử cái đó vô coi. Này là đẹp rồi đó. Thử cái đó vô. Mà cái đồng vô là giống y chang luôn, cô dâu. Này hả? À, thử đi. Phải rồi. Đó, bộ đó là anh Linh là chú rể. Chứ không phải anh Giang hả? Hai anh Giang quá. Hai anh luôn à. Giang xảo quá. Giang xảo quá đủ vậy. Hai anh luôn. Đó, quá đẹp vô coi. Wow. Đó, bây giờ em sẽ thiết. Rồi nữa mặc cái đầm này ca nha. Nè ngồi đây nói chuyện cảm ơn cái đi rồi muốn làm gì đó làm. Cảm ơn chị. Kiều. Tí Kiều. Cảm ơn chị. Rồi mai bấu Suka mở cái shop quần áo luôn là vừa. Rồi bây giờ em sẽ xếp đồ em bỏ tủ này. Rồi. Trời ơi đợi có tới chứ không chết luôn. Rồi thôi chào Suka nha. Bye bye Suka nha. Tạm biệt Suka nha. Chào Suka luôn. Rồi chúc Suka nhiều sức khỏe, đặc biệt là cảm ơn chị Tí Kiều.